Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển đất nước năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, Nghị quyết số 21 ngày 20 tháng 2 năm 2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026, thực hiện chỉ thị số 15 ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Công tác ngoại giao kinh tế được thực hiện toàn diện, thực chất, đóng góp thiết thực và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các bộ ngành địa phương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tăng cường xúc tiến quảng bá, thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại, kết nối với các đối tác quốc tế, vận động đầu tư vào Việt Nam. Ngoại giao kinh tế góp phần đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta năm 2023 đạt 683 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu khoảng 28 tỷ đô la Mỹ, nhiều nhất từ trước tới nay. Thu hút FDI đạt gần 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% tại Lào Cai công tác đối ngoại kinh tế được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực, kết nối các địa phương, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài để thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế. Năm 2023 đã có 11 thỏa thuận cấp sở, ngành, địa phương và 20 văn bản hợp tác quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển đồng thời phải giữ vững bản lĩnh bình tĩnh kiên trì không quá say sưa với thắng lợi khi thuận lợi không hoang mang dao động khi gặp khó khăn thách thức tuân thủ và vận dụng sáng tạo chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước phù hợp với tình hình